Làm như thế nào, phương pháp nào để Phạm Liễu có được những bước nhảy như hiện tại? Đây chính là câu hỏi mà Phạm Liễu đã nhận được rất nhiều trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay thì Phạm Liễu sẽ chia sẻ những điều mà chính bản thân đã nghiêm túc thực hiện để đạt được những thành quả như hiện tại. Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất quyết định tất cả đó chính là sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Vâng, điều này không chỉ riêng trong bộ môn sút người đen mà còn là trong tất cả mọi lĩnh vực. Nó cũng chính là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của mỗi cá nhân. Như chúng ta biết rằng, tâm lý thì ai cũng thích được nuông chiều, được làm những điều mà mang lại cho bản thân cảm giác thoải mái. Lấy ví dụ, chúng ta thường thích xem phim, thích lướt TikTok, Facebook, cà phê chém gió thay vì phải đổ mồ hôi nhễ nhại trên phòng tập, vừa mệt vừa đau chân, đúng không ạ? Thế nhưng chúng ta đã suy nghĩ sâu hơn chưa? Đã từng suy nghĩ về tác dụng mà những việc đó mang lại hay chưa? Lấy ví dụ, khi chúng ta xem phim, ngay tại thời điểm đó chúng ta sẽ cảm thấy gì ạ? Vừa vui, vừa thoải mái. Thế nhưng hậu quả mang lại đó chính là đầu óc mụ mị, thiếu linh hoạt, lười vận động và chúng ta lười cả suy nghĩ. Từ đó dẫn đến sức khỏe giảm sút, hiệu quả công việc giảm sút, chất lượng cuộc sống thì sao ạ? Chắc chắn cũng sẽ giảm sút. Còn nếu như chúng ta luyện tập thì sao? Cảm giác lúc đó sẽ là vất vả, mệt. Thế nhưng hiệu quả nó mang lại cho chúng ta đó chính là một sức khỏe tốt hơn, một thân hình cân đối hơn, đẹp hơn, cơ thể linh hoạt, tinh thần thoải mái, tự tin. Từ đó có sức sáng tạo tốt hơn, hiệu quả công việc cao hơn. Và cuộc sống thì sao ạ? Tất nhiên rồi, nó sẽ tốt hơn đúng không ạ? Vì vậy, kỷ luật bản thân là một điều vô cùng quan trọng. Phạm Liễu đã từng nghe câu nói như thế này: cách hủy hoại một người nhanh nhất chính là cho họ tự do làm những gì họ thích. Các bạn hiểu thế nào về câu nói này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé. Ngoài yếu tố đó ra thì Phạm Liễu có 5 cách đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả chính bản thân đã nghiêm túc thực hiện trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu các chị em kiên trì áp dụng thì không những chúng ta biết nhảy mà còn nhảy đẹp. Cách đầu tiên, luyện tập với gương. Vâng, các chị em không nghe nhầm đâu, chính là một chiếc gương. Bất kỳ lúc nào chúng ta luyện tập nên có gương để cho chúng ta quan sát được động tác của chúng ta là sai hay đúng, là đẹp hay xấu. Ngoài ra, chúng ta còn sẽ điều chỉnh được hình thể và thần thái của chúng ta trong suốt quá trình chúng ta luyện tập. Thứ hai, thường xuyên quay video. Đây cũng chính là một cách tập vô cùng là hiệu quả. Bởi vì để quay được một video ưng ý thì không hề đơn giản. Mỗi lần quay sẽ là mỗi lần chúng ta luyện tập một cách nghiêm túc hơn và đòi hỏi chất lượng cao hơn. Từ đó chúng ta sẽ tiến bộ nhanh hơn. Thứ ba, cần có một cái loa. Phải thừa nhận rằng âm nhạc là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của bài nhảy. Nó ảnh hưởng đến tinh thần và bước nhảy của chúng ta. Khi chúng ta nghe một bài nhạc với âm lượng đủ lớn sẽ khiến cho bước nhảy của chúng ta mạnh mẽ, dứt khoát hơn, năng lượng hơn. Có một số chị em thường luyện tập chay, tức là chúng ta không mở nhạc để tập. Với Phạm Liễu thì đó là một sai lầm. Chính điều này sẽ khiến cho chân chúng ta chậm hơn, động tác của chúng ta lề mề hơn và bước nhảy của chúng ta thiếu năng lượng. Thứ tư, quan điểm tập cũng nghiêm túc như khi biểu diễn. Nhiều chị em cho rằng để luyện được thời gian dài hơn thì mình cứ nhảy nhẹ nhàng, giữ sức, thả lỏng bản thân, thích nhảy kiểu gì thì nhảy, chỉ cần nhớ bước, chỉ cần thuộc bài. Điều này theo Phạm Liễu là hoàn toàn sai. Bởi vì các chị em cần hiểu rằng việc biểu diễn trên sân khấu là rất ít, chủ yếu là chúng ta luyện tập hàng ngày. Khi chúng ta đã quen với cách tập đó, quen với bước chân đó, quen với cách nhảy đó, thì liệu rằng khi biểu diễn chúng ta có thể khác hơn được không? Cho nên Phạm Liễu luôn áp dụng một cái phương pháp tập cũng giống như mình đứng trên sân khấu biểu diễn, làm hết khả năng từ bước nhảy cho đến thần thái. Và điều cuối cùng, thứ năm, hãy là khán giả khó tính nhất của chính mình. Vâng, dù là chúng ta tập với gương, quay video để tập hay dùng bất kỳ cái phương pháp nào thì hãy luôn soi chính bản thân đã làm tốt chưa, cần chỉnh sửa những gì, luôn đòi hỏi
ngày càng cao hơn và buộc bản thân phải hoàn thiện lên từng ngày. Hãy khó tính với chính bản thân mình, hãy khắt khe hơn, hãy đòi hỏi cao hơn và chắc chắn rằng những điều này sẽ làm cho bước nhảy chúng ta trở nên điêu luyện hơn rất nhiều. Vậy là vừa rồi Phạm Việt đã chia sẻ những phương pháp mà Phạm Việt áp dụng trong suốt thời gian vừa qua. Hy vọng rằng với những chia sẻ này sẽ giúp ích cho các chị em trong suốt quá trình chị em chinh phục những bước nhảy Superdance. Chúc các chị em áp dụng thật hiệu quả và nhanh chóng sở hữu những bước nhảy như mình mong muốn. Tạm biệt các chị em và hẹn gặp lại.